cho nó một lần nữa, nếu chúng con về sớm như là anh Điền hay là anh Thơm là bắt chiến bắt thắng, bắn một mũi là rớt một con nhạn liền, ung thư trị như vậy. Tôi dám tuyên bố với chúng con là hiện nay là 50 ca ung thư ra viện rồi. Con nghĩ 50 ca ung thư là 50 cái quan tài đúng không? Giờ đập bỏ hết đi, đi đốt hết rồi, hang này nó phải đập bỏ chưa? Nếu mà ổng về đây thì hai cái quan tài thế nè, nhưng mà giờ hai quan tài này bị đập bỏ rồi. Tướng ông này như thế này, tướng ông này như thế này mà giờ về nhà chết nữa là tại không chết bệnh gì cha đâu biết. Đúng không Quân? Chết bệnh gì cha đâu có biết. Thế nè, nhưng mà cha tiếc cho chúng con là chúng con không tới cha sớm. Như vậy thì chúng con tới cha là chúng con đã nửa mùa rồi, 2/3 đoạn đường sức khỏe rồi. Con chỉ còn 1/3 nữa thôi, bằng chứng là con đang nằm giường cấp cứu không mà. Nhưng mà không sao con, còn nước còn tát, cha tát cho chúng con nha. Cha nhất định là cha sẽ nhờ mấy thầy tát, tát càng sòng luôn. Nếu mà chúng con sống lại từ đây đứng dậy về, đồng ý không? Mà nếu chúng con chết, cha có xe cấp cứu, cha chở về tới nơi luôn được không? Cha mới mua xe mà, cha đâu có sợ. Mà ai là người chở con về? Cha chở. Cha sẽ chở con về tới nhà con luôn. Cha giao cho má con nè, con bà chết rồi đó, tôi chữa chết rồi đó. Được không? Cha chở về cho con. Cha biết lái xe mà, cha có xe cứu thương mà. Ồ, nếu như cha chữa con không sống, cha sẽ đưa lên xe của cha cho chở con về tới nhà. Cha nói với má con rằng, bà đừng có buồn tôi, vì bà đưa đến tôi trễ quá rồi. Tôi cứu tới đây là coi như là kéo dài sự sống của con mà. Còn nếu mà con sống lại, cha sẽ ký quyết định cho con. Ý như ngày hôm nay, cả thế giới này họ không ai dám nói con là ung thư cả. Đó là cho nó làm nếu chúng con là như vậy. Mà nếu chúng con ở đây trị bệnh, mà nếu chúng con có đau bụng, nhức đầu, dễ chảy, mó ối mửa, bỏ lên xe cấp cứu, trở đi tới bệnh viện luôn. Tại vì cha cũng đã thông đồng với các bệnh viện ở tỉnh Trà Vinh. Chúng con ở tỉnh xa, chúng con về đây, nguyên tắc ung thư là bệnh viện không có chứa. Thấy không nè, bệnh viện không có chứa. Cha nói đây là có một bà bác sĩ ở đây nè, bà bác sĩ đâu? Đứng lên cha hỏi thăm chút coi. À, con lên đây con lên đây. À, con lên đây này, cha cho thăm con chút coi. Cha cho con đứng chỗ giữa cha luôn á. Như này. Cha nói đây là có một bà bác sĩ nè, chứ không phải là. Rồi, con đứng đây với cha nha. Đứng ngay đây con. Cha nói nếu như mà cha cứu không được bệnh nhân thì cha sẽ bỏ con lên xe cấp cứu thương cha, chính cha trở về. Bởi sao cha nói câu đó? Thập đỏ đã dắt về gửi cho cha đúng không? Cha phải làm tròn sứ mạng của cha. Cha không để phụ lòng các thập đỏ. Mà nếu cha chở không được, cha cũng nhờ thầy Tâm hoặc thầy Thanh, thầy Quý, hai thầy này chở. Cha nói là cha mua xe cứu thương rồi là cái đứa khác vô chở, cha không cho. Con cái của tao mày chở rủi mà chở xuống sông rồi sao? Thế nè, cha hoặc là hai thầy chở, chứ không cho người khác chở. Bởi vì mình phải trân trọng sự sống mà các chính quyền đã gửi đến đây nha. Thì như cha nói hồi nãy đó, nguyên tắc chúng con không được nhập cái bệnh viện Trà Vinh. Khi chúng con bệnh nặng, chúng con không được ở bệnh viện Trà Vinh. Tại sao? Tại vì các bệnh viện người ta không có chữa ung thư. Người ta có cái khoa ung thư để điều trị, để hóa trị, cho nó đúng không? Có cái khoa đó thôi. Vậy thì cha đã hợp tác với bệnh viện Trà Vinh. Bây giờ chúng con ở tỉnh nào cho ông cần biết, miễn cha chở lên tới đó là các bác sĩ đã nhận ngay tức khắc. Bằng chứng là con Thí An đúng không? Chở lên đó là các bác sĩ nhận. Vô nước biển là vô cân bằng cái tổng trạng của cơ thể rồi trở về đây cho chữa tiếp. Đó là một cái điều đáng mừng cho cái địa phương ở đây. Chúng ta cho một đàn pháo tay, tràng pháo tay của chúng ta. Vậy thì hôm nay đứng ngay cha là có một bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Tiền Giang đúng không? Con ở Tây Ninh hả? Dạ. Con là bác sĩ ở bệnh viện Tây Ninh. Dạ. Bệnh viện đa khoa. Bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện tỉnh Tây Ninh. Con bị bệnh gì? Con bị ung thư. Con bị ung thư. Tại sao con không đến cha sớm mà giờ con mới đến? Dạ con trị tay. Thưa cha, cho con xin đính chính một tí trong ngành y con. Rồi. Là không có từ chối bệnh nhân nào hết. Nhưng vì là bệnh nhân ung thư nặng thì cũng giải thích là giống như để mà cho qua cái thời kỳ. Dạ. À. Chứ không có bao giờ ung thư mà không, tại con không biết Trà Vinh sao. À. Trong ngành y con là không bỏ ai. Không từ chối ai hết. Dạ. Có lẽ hồi nãy cha cũng nói hơi gấp. Thực ra người ta không có bỏ đâu.
nhưng mà con cái là tỉnh khác đó con. Con hiểu kiểu là bây giờ con ở tỉnh Tây Ninh thì con phải về bệnh viện tỉnh Tây Ninh. Cũng nói cho bà con hiểu là đi trái tiếng được hết mà dạng cấp cứu rồi được hưởng bảo hiểm luôn à cha. Giờ có sự thay đổi mới á cha. Nhưng mà quả thật là các bệnh nhân về đến đây rồi thì nhất định chúng con yếu cho trở lên bệnh viện nằm đó vài bữa về cho tiếp nha. Giờ thì tại sao con biết cha trễ vậy? Cha thật tình con mới biết cha ngay có 4-5 ngày thôi. Là lúc con bệnh từ 2016 rồi thì con cũng biết trong cái ngành y con là cái quá trị không phải là 100% bệnh nhân hết. Cũng có số người quá trị sống được mấy chục năm tại trong ung thư, có những tế bào nó đáp ứng với quá trị. Và bệnh nhân về còn cách thực dưỡng của mình, còn có số thì sẽ tái phát rất nhiều. Mà càng tái phát càng quá trị lại càng tái phát. Thì cũng như cha nói là cái kéo dài sự sống đến khi mình mất mà thôi. Đông y nếu hết thì hết luôn. Thì nên con cũng kết hợp đông y nhưng mà nó cũng thất bại. Nên tức nặng quá con cũng phải vô bệnh viện để quá trị lại nữa. Rồi đợt này con cũng quá trị nữa nhưng nó lấy di căn rất nhiều. Thì hên có cái em nó lên sửa mái nhà cho con mới giới thiệu em Hòa ở đây. Thì vợ em ấy cũng bệnh nặng mà trị thì con nói con gái là mẹ nghĩ chỉ còn con đường này là cuối cùng thôi, có mất mẹ cũng mãn nguyện. Bởi vì người bệnh nhân ung thư không biết đường nào để đi. Khi mình làm bác sĩ mà mình biết bệnh nhân bệnh mình mới hiểu hết tâm trạng, không biết đi đường nào cho đúng. Thì em con nghĩ là người bệnh nhân có quyền quyết định sự sống cho mình. Khi mình nghe mình mà mình chết mình không ân hận. Còn nếu mình nghe người khác mình mất mình sẽ ân hận hơn. Cha có một cái nhờ con. Bây giờ con đến cha chữa bệnh ung thư thì cha sẽ chữa cho con. Nhưng con giúp lại cha cái là trong quá trình mà đông người quá nếu có thiếu thầy thuốc con giúp cha được không? À, cho rằng hóa tay nha. Vừa chữa bệnh cho bệnh nhân mà vừa chữa bệnh cho mình luôn. Đồng ý với cha không? À, cha cảm ơn con rất là nhiều. Cha tin rằng cái bệnh của con không có lớn đâu. Bởi vì đó là nhìn diện chẩn thì thấy con không có ăn thua gì ha. Ok. Rồi cái công nghệ này nó sẽ cố gắng để nó tiêu diệt cái hóa trị sạch đi. Cái nữa đi cha, không, con muốn nói là vấn đề nếu mà cha thương dân thì bây giờ ở đây những người bệnh, người nuôi ta còn khỏe, cái giường thuốc của cha đâu có đủ kịp để cứu. Như cái anh nhà báo nói hồi nãy, tương lai sẽ là cả ngàn bệnh. Nếu cha thương thì cha nhận mạnh thường quân để cho chăm sóc giường thuốc nó lớn nhanh, cha trồng sẽ không kịp. Thì con nghĩ nếu thật sự vậy để giúp dân chứ đâu phải giúp cho cha. Mà nếu mà cha muốn lại thì cậu nghiệp dân lắm. Chút nữa cha nói tiếp nè, cha cảm ơn con nha. Chúc con mạnh khỏe những ngày tháng ở đây và con hãy nguyện lòng tiếp tục cứu lại những bệnh nhân ở đây nha con nha. Cha tin rằng Chúa sẽ chúc phúc cho con, công nghệ này sẽ làm cho con giảm bớt ung thư để con có thời gian con cứu những người em con, anh con, ông con, bà con đang nằm mệt của con gì. Cố gắng nha con. Rồi con về chỗ con ha. Đây là bác sĩ ở Tây Ninh ha. Như vậy thì cha không cần phải nói cái nguyên tắc cha trị bệnh ung thư nữa. Tại vì cha đã nói quá nhiều trên cộng đồng mạng rồi. Cha nghĩ là chắc mọi người nghe kẻ ít người nhiều nha. Tại vì công nghệ cháu nano là kẻ ít người nhiều rồi. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Rồi, dạ. Ok ha. Dạ. Rồi, để cha trả lời. Dạ. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này. Thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch Hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái áp dụng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi. Với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội, đầu ngành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy. Thì có văn bản đàng hoàng. Như vậy thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch Hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí.
nha. Và ca đó sẽ được nuôi, và chánh quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai, danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được. Vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không? Đem lại chứng cái bột liền phải không? Vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi. Nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại, cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư cô, chứng cái cục vô, rồi đi qua xuống đây. Ai chữa cho nổi con? Chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1000 ca ung thư mà 1000 thập đỏ dắt về vẫn chữa được như thế. Mà 1000 ca ung thư mà không có 1000 thập đỏ dắt về không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy, nhưng mà con hỏi lại là 1000 người đó đều có 1000 cái nón bảo hiểm và 1000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó, đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết. Cuối cùng nó chạy ngổn ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó, mà cũng 1000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết, mất trật tự an ninh. Chú Năm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha. Bây giờ vậy tóm lại, đối với những người ở Việt Nam ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữa thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chữa. Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cha dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô một ca, 4 giờ sáng vô một ca, 2 giờ trưa vô một ca. Trời ơi, làm riết rồi cha đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến, và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết theo thứ tự giấy tờ sau đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu, khỏi điện cho con mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi. Chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy nó còn tin 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 là tàu lặn, quất luôn tàu lặn là tắt nguồn rồi, khỏi kêu luôn. Mà hãy cha tắt điện thoại của cha rồi, người thân cha nó chửi cha, nó điện được chửi. Mà hãy cha mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, Chúa ơi tối ngày ai nghe cho nổi. Vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nóng từ dân gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ sáu nè. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ sáu chú đúng ngày chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ ba. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ hai đâu, mà hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ tư nữa, phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ sáu chứ đúng ra chủ nhật luôn con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện, phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận, để họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi, chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar, hay là Malaysia, Singapore, chân chân, hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ, tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chánh quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị.
không có phải là thập đỏ dắt về. Mình ở nước ngoài 50 năm rồi thập đỏ biết mình đâu dắt.